ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Con thôi cho con mở hàng trước ạ. Thưa thầy, bởi vì là trong cái quá trình tu tập ấy, thì chúng con đi cộng tu hoặc là có chia sẻ với các bạn đạo thì rất là nhiều các bạn tu theo pháp môn tịnh độ, và như thầy vừa giải thích cho chúng con hai con đường giữa tu sĩ xuất gia và Phật tử tại gia, cái chuyện giải thoát hoặc là như thầy vừa giảng. Nhưng mà trong các bạn đạo thì con thấy là rất là nhiều các bạn theo pháp môn tịnh độ và rất là thiết tha và cũng có cái tâm nguyện tới như là cầu được vãng sanh Tây Phương. Và con nghĩ là thầy thì biết quá rõ cái hiện tượng như thế này, không những ở Việt Nam và cả nước ngoài. Thì chúng con xin thầy chia sẻ là những cái tâm nguyện của các Phật tử mà cầu vãng sanh Tây Phương và có cái mong muốn là được giải thoát trên con đường tu tập như vậy, thì cái việc đó đúng như thế nào, sai như thế nào, con xin thầy chia sẻ. Để đi vào nhận thức đúng và sai do câu hỏi nêu ra đó, thì chúng ta cần lưu tâm đó, có hai trường phái tịnh độ tông theo nội dung và bản chất. Trường phái một đó, chủ trương tịnh độ nhân gian, tức là xây dựng tịnh độ bằng đời sống hiện thực này ngay khi chúng ta còn sống. Trong các vị cao tăng hiện đang còn sống đó, Hòa Thượng Tinh Vân, một trong tám đại cao tăng của Phật giáo Đài Loan, đứng đầu về trường phái này. Xây dựng tịnh độ của Hòa Thượng gồm có ba phương diện: xây tịnh độ qua giáo dục, xây tịnh độ qua văn hóa, và xây tịnh độ qua từ thiện. Về giáo dục á, thì Hòa Thượng xây dựng được ba trường đại học thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan thừa nhận và một trường đại học tại Mỹ. Ngoài ra có rất nhiều trường trung học trực thuộc, cũng như là một đài truyền hình, rồi một tờ nhật báo, nhiều cái tạp chí và nhiều hoạt động giáo dục ở tại các cái từ viện do Hòa Thượng lãnh đạo trên toàn cầu. Về phương diện văn hóa đó, thì Hòa Thượng chủ trương giữ gìn truyền thống văn hóa gốc, rồi truyền bá văn hóa qua thư pháp, qua thiền trà, qua ngồi thiền, qua sinh hoạt cộng đồng, vân vân. Và để làm công việc đó thì Hòa Thượng đó, xây gần là 250 ngôi chùa trên toàn thế giới, mà chùa nào nó cũng có trị giá tối thiểu là 20 triệu cho đến 50 triệu Mỹ Kim. Và tại các ngôi chùa tiêu chuẩn đó, thì có một cái viện bảo tàng để lưu giữ các cái giá trị văn hóa, di sản văn hóa của Phật giáo. Ngoài ra thì có một thư viện lớn, rồi có phòng thư pháp và có nhiều cái điều kiện để chúng ta trải nghiệm văn hóa Phật giáo trong không gian tại chùa. Về phương diện từ thiện đó, thì Hòa Thượng hoạt động từ thiện rất là đa dạng, bao gồm người già, tàn tật, trẻ mồ côi, thành phần cơ nhỡ, nói chung. Theo Hòa Thượng Tinh Vân đó, thì bất kỳ ai tu theo Đạo Tông nhấn mạnh được ở ba phương diện này đó, thì trước mắt chúng ta đang tạo ra một thế giới cực lạc cho những người bất hạnh, và chúng ta đang tạo ra cực lạc từ các hành động cao quý của mình. Hòa Thượng Tinh Vân ngày nay được xem là cao tăng số 1 của Phật giáo Đài Loan. Nhưng rất tiếc đó, là ở Việt Nam á, cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài ít biết đến Hòa Thượng. Chứ còn trên thế giới đó, thì Hòa Thượng Tinh Vân chỉ đứng sau Hòa Thượng Đạt Lai Lạt Ma và Thiền Sư Nhất Hạnh thôi. Cái đẳng cấp rất là cao, nhưng mà người Việt Nam mình ít được biết.
Loại tịnh độ thứ hai thì gồm có nhiều trường phái khác nhau. Chủ trương đó là chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là được giảng sanh Tây Phương. Thì hiện nay thì trong các vị hòa thượng người Trung Quốc và Đài Loan đó, thì hòa thượng Tịnh Không là người nổi trội nhất về phương diện này. Từ năm 2001 trở về trước đó, thì hòa thượng Tịnh Không là chuyên giảng về kinh điển Đại Thừa, và nhờ đó mà cộng đồng người Việt Nam mình biết đến rất là nhiều. Đến năm 2001 khi đọc được quyển Trung Phong Tam Thề Hệ Niệm đó, thì khuynh hướng của hòa thượng Tịnh Không bắt đầu thay đổi, gần như là không đề cập đến kinh điển Đại Thừa như là trước đây nữa, mà chỉ nhấn mạnh đến cái việc niệm Phật giảng sinh thôi. Từ đó thì hòa thượng mới chủ trương đó, những cái khóa tu của tịnh độ đó, thì lại 500 lại một ngày, mà dù khóa tu đó là ngắn hạn 7 ngày, có thể ngắn hơn thì thấy được cần cho phép. Rồi chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà, tụng những kinh nào mà ngoài kinh đó được gọi là tạp tụng, chỉ niệm Đức Phật A Di Đà, ngoài ra đó mà niệm Phật nào khác gọi là tạp niệm, chỉ tu theo Tịnh Độ Tông, ngoài ra tu các tông phái khác thì gọi là tạp tu. Thì bằng cái chủ trương vừa nêu đó, những người tu theo Tịnh Độ Tông dưới sự hướng dẫn của hòa thượng đó, nỗ lực và nghĩ rằng là mình có thể giải quyết được sanh tử ngay trong một cái kiếp phàm này, để sau khi chết giảng sanh Tây Phương. Từ đó đó nó dẫn đến một cái phong trào Tịnh Độ Tông mà chỉ phần lớn là ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam. Xin mở vật đơn rõ, trong cộng đồng Việt Nam, chứ nó không ảnh hưởng nhiều đối với cộng đồng Trung Hoa, không cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Hồng Kông hay là cộng đồng Macau, nói chung là cộng đồng Trung Quốc. Và khuynh hướng này đã làm cho rất nhiều người Việt Nam bỏ công ăn việc làm, thậm chí là bỏ trách nhiệm gia đình trong quan hệ vợ và chồng, và nhiều cái trách nhiệm cao quý khác, chỉ với một cái kỳ vọng là bằng cách thức tu này là mình có thể được giảng sanh Tây Phương. Đó là điều rất là nguy hiểm. Khóa tu châu Âu vào năm 2014 á, thì lãnh đạo Phật giáo thống nhất ở tại châu Âu cũng cảnh báo vấn đề này. Ở trong nước Việt Nam đó thì lãnh đạo Phật giáo Việt Nam cũng cảnh báo về vấn đề này. Nhưng vì đây là một vấn đề rất tế nhị, nếu mà nó không khéo đó, nhiều Phật tử nghĩ rằng là châu cọt ghét trâu ăn, thì mình ít nổi tiếng hơn, cho nên mình phải phá đám, gây khó khăn cho người bánh xe, tạo trở ngại cho những vị nổi tiếng của nước ngoài. Thực tế nó không nằm ở chỗ đó, mà nằm ở chỗ là nếu đạo Phật mà đi theo cái khuynh hướng vừa nêu đó thì đạo Phật sẽ đi vào chỗ chết, và người được lợi chỉ là người chủ trương thôi, hoặc là những ngôi chùa do những người đó chủ trương thôi. Còn cái tổng thể của Phật giáo đó sẽ không được thế giới đánh giá cao, và nó không có phù hợp với cái chủ trương gốc của Đức Phật. Đang khi theo kinh A Di Đà, như chúng tôi vừa nói trong bài giảng chính đó, thì để được giảng sanh Tây Phương đó, Đức Phật Thích Ca nêu ra đủ 5 tiêu chí. Tiêu chí 1 là căn lành lớn, tức là hết tham ái sân hận si mê chấp thủ. Tiêu chí 2 là công đức lớn, làm các thiện sự Phật sự ở tầm mức là to lớn chứ không phải là bình thường. Rồi thứ 3 là nhân duyên tốt lớn, tạo đạo tràng, hướng dẫn người khác cùng tu. Thứ 4 là pháp âm lớn, tức là sử dụng dữ liệu tới bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ. Và thứ 5 là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì cái khuynh hướng mà niệm Phật cực đoan đó, người ta bỏ 4 yếu tố đầu này đi thì chỉ nhấn mạnh đến nhất tâm bất loạn thôi. Cho nên nó làm cho rất nhiều người là nuôi một cái hy vọng lớn, đó là kết thúc vĩnh viễn toàn bộ khổ đau và đạt được cái cực lạc tối cao, điều mà người tu nào cũng kỳ vọng. Nhưng không phải ai cũng đạt được, nó phải dựa vào nhân và quả thôi. Cho nên để tu Tịnh Độ Tông á, cho chuẩn á, thì lời khuyên của chúng tôi là chúng ta hãy nghiền ngẫm thật kỹ kinh A Di Đà. Đó là bản kinh quan trọng nhất của những người tu theo Tịnh Độ Tông. Và khi mình làm đúng 5 tiêu chí mà kinh A Di Đà đã nêu ra đó, thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ không còn có nguyện vọng sanh Tây Phương làm gì nữa.
Bởi vì khi đạt được cái điều kiện thứ nhất là căn lành lớn, tức là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ, mà theo Đức Phật đó là giải phóng các trói buộc của tâm, chứng thành quả A La Hán. Người chứng quả A La Hán chỗ nào cũng là cực lạc. Triết lý sâu sắc nhất của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Còn chuyện giảng sanh Tây Phương hay không không quan trọng. Quan trọng là chánh nhân ở hiện tại là cực lạc, thì cái chánh quả trong tương lai mới là cực lạc. Nhân nào quả đấy mà. Còn hiện tại mình sống mà không an lạc thì đừng có kỳ vọng sau khi chết mà được an lạc. Nhân quả không thể nào trái chiều nhau được. Do đó trong quá trình tu đó, bất cứ hành giả theo pháp môn nào, đừng tạo áp lực cho bản thân. Chúng ta hãy làm hết tất cả trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, và sâu xa hơn, ngoài trách nhiệm vừa nêu, người Phật tử còn có lòng từ bi, tâm vô ngã, thái độ vị tha, là dấn thân phụng sự để làm nhiều Phật sự, nhiều thiện sự, tốt cho cuộc đời và tốt cho tha nhân. Thì chính những yếu đó nó tạo thành là công đức lớn. Hai yếu tố căn lành lớn và công đức lớn là rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thể đạt được giảng sanh Tây Phương, chứ không phải chỉ có niệm Phật mà thôi. Điều khác mà chúng ta cùng lưu tâm đó, đó là nếu không đạt được bốn yếu tố đầu trong kinh A Di Đà mà chỉ có niệm Phật không, chúng ta sẽ dễ bị rơi vào tình trạng mà chúng tôi tạm gọi là nói nhẩm trong tâm, một hình thức độc thoại mà đôi lúc mình không biết. Khi mình ngồi xuống á, thì tất cả các cái dữ liệu quá khứ nó sẽ trỗi dậy như là một cái cụ phim. Chúng ta tự viết kịch bản, làm đạo diễn và trở thành diễn viên chính. Thậm chí chúng ta đóng luôn cái vai phản diện để tự tạo ra những lời độc thoại trong não của mình. Người tu theo mật tông hoặc là tu theo thiền tông mà không có được bốn yếu tố đầu, khi ngồi xuống cũng dễ dàng rơi vào trạng thái vừa nêu. Cái đó gọi chung là vọng niệm. Và nó tạo ra cái phản ứng của vọng tâm thôi. Cho nên nhất tâm bất loạn không phải là dễ. Muốn đạt nó thì cứ đạt bốn yếu tố đầu thì tự động nó có thôi. Còn bỏ bốn yếu tố đầu thì nhất tâm bất loạn là rất khó có thể thực hiện được. Đó là lý do mà Đức Phật phải nêu ra cả một cái bộ tiêu chí gồm có 5 yếu tố, chứ không thể đơn giản mà được. Do đó tu á, nó khác với cái chuyện mà chúng ta đánh đố cái rủi và mai. Giống như là mình bốc một cái thăm để mong trúng được cái số độc đắc vậy. Trong các cái trò mai rủi chúng ta có thể thỉnh thoảng thành công, trong việc tu không có mai rủi đó, không thể có được như thế. Cho nên thà chúng ta tu bài bản, tu nghiêm túc, tu chắc chắn như là Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, còn hơn là chúng ta chạy theo những lời hứa hẹn của các vị tu sĩ vì phương tiện, vì thương chúng ta mà nói cái đạo Phật nó quá đơn giản, nó quá dễ, dễ đến độ đó nó không còn nhân quả nữa, thì chúng ta chỉ là nạn nhân của niềm tin sai thôi. Thì những điều mà chúng tôi nói là nó hơi mạnh, nhưng mà hoàn toàn không phát xuất từ cái động cơ nói xấu một cá nhân nào hay là giáo phái nào, mà chỉ nói giữa cái chủ trương của Đức Phật trong kinh Di Đà và chủ trương phương tiện của một số vị tu sĩ là khác nhau trời và vực. Là người khôn ngoan, chúng ta nên chọn Đức Phật Thích Ca qua những lời trình bày của Ngài trong kinh A Di Đà, hơn là chúng ta tin một cách mù quáng vào một số vị tu sĩ mà đó cũng chỉ là tu sĩ thôi. Thì cái phần còn lại thì mong các anh chị suy nghĩ thêm, và chúng ta cùng góp tay nhau để truyền bá một đạo Phật toàn diện, năng động tích cực, hơn là chúng ta biến đạo Phật trở thành là một cái tín ngưỡng nó quá nhiều các niềm tin mà phần lớn là mê tín. Xin được câu hỏi khác. Thầy có thể giải thích cho con biết rõ hơn về 5 yếu tố cấu tạo nên con người theo cái
quan niệm của đạo Phật như thầy vừa kể rất là mới là khái quát mà con chưa được rõ. Thuật ngữ Pali gọi năm yếu tố là Pancha Khanda, Sanskrit là Pancha Skanda. Skanda đó được người Trung Quốc dịch bằng hai từ, đó là uẩn và ấm. Uẩn là tổ hợp, ấm đó, cũng là hình thức tổ hợp thôi. Ngũ uẩn là năm tổ hợp, năm nhóm hình thành. Đức Phật dùng thuật ngữ này để chỉ cho sự cấu tạo mạng sống của một con người và các loài động vật có tình thức nói chung. Chia gọn đó thì con người gồm có hai nhóm thôi, nhóm vật chất và nhóm tâm. Nhóm vật chất thì được hình thành bởi bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió, mà nói theo triết học đó, nó cấu thành ra bốn nguyên lý là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt và nguyên lý vận động. Người nào mà thiếu một trong bốn nguyên lý này là không thể nào duy trì được sự sống được, sẽ phải chết trong một thời gian hoặc dài hoặc ngắn thôi. Bổ sung và tương tác với thân vừa nêu đó thì gồm có bốn yếu tố mà người Trung Quốc thường dịch đó là thọ, tưởng, hành và thức. Chúng tôi dịch mỗi từ đó thành hai chữ, đó là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thì bốn yếu tố này nó tạo thành cõi tâm của con người. Nếu lấy bốn yếu tố vừa nêu cộng với thân đó thì gồm có năm yếu tố, cái đó được gọi là năm tổ hợp hay là năm hợp thể, tức ngũ uẩn. Cái sâu xa của học thuyết này nằm ở chỗ đó, theo Đức Phật đó, là chúng ta không nên đánh đồng một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn cái yếu tố vừa nêu là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Học thuyết đó được Đức Phật nói trong tiếng Pali là anatta. Tiếp vĩ ngữ, xin lỗi, tiếp đầu ngữ a trong một số ngữ cảnh là phủ định từ. Trong ngữ cảnh này không phải là phủ định từ mà chỉ muốn nói lời cái chẳng phải là. Còn phủ định tức là mình phủ định cái sự hiện hữu đó. Như vậy anatta đó mà dịch là vô ngã là không chuẩn. Trong ngữ cảnh này chúng ta phải dịch là phi ngã chứ không phải là vô ngã. Vô ngã có nghĩa đen là không có cái tôi, còn phi ngã là chẳng phải là tôi. Ngữ nghĩa của chẳng phải là tôi khác rất xa với không có cái tôi. Ví dụ trong khán phòng ngày hôm nay tại Địa Phật Đường Giác Tuệ thì có được vài chục anh chị đến nghe. Chúng ta không thể nói là trong giảng đường này không có vài chục anh chị đó. Nếu nói là vô ngã tức là không có những người này hiện hữu. Cái phòng này mà phòng trống không, không có ghế, không có gì hết. Trên thực tế là có. Nhưng mà những người nam và nữ, lớn và nhỏ ở tại Resident hoặc là Leipzig mà đến đây đều là những tổ hợp gồm có năm yếu tố. Và tổ hợp đó được hình thành chứ không phải là nó tự thân ở trong chính nó. Chính vì thế nó gọi là chẳng phải là tôi. Tại vì nó được hình thành bởi nhiều yếu tố là phi tôi. Và học thuyết này đó dùng để áp dụng vào những tình huống khi nỗi khổ niềm đau tấn công con người, chẳng hạn như cái chết, bệnh tật, thương tổn, mất mát tài sản và nhiều cái tai nạn rủi ro bao gồm thiên tai, thì phần lớn chúng ta sẽ gọi là rơi nước mắt, tiếc nuối, thương cảm, bi lụy, đập đầu, bứt tóc, mất ngủ, thậm chí là tự vẫn mà chết. Thì trong những tình huống đó, trong kinh đó, Đức Phật mới dạy chúng ta là hãy gọi là nhận thức chẳng phải là tôi, để cho nỗi khổ nó không bám trên tâm của mình, nỗi đau nó không bám trên thân của mình. Nhờ đó mà chúng ta an toàn thoát ra khỏi nỗi khổ và niềm đau. Khi chủ trương học thuyết phi ngã tức anatta, Đức Phật không hề có dụng ý là phủ định tính trách nhiệm pháp lý và dân sự đối với các hành động do cái chẳng phải là tôi này đã làm, đang làm hay là sẽ làm.
Vì lý do rất đơn giản là Đạo Phật kêu gọi cái tinh thần trách nhiệm đạo đức, hoàn thuyết nhân quả và tái sinh, thì không có lý do gì mà Đức Phật phủ định cái tính pháp lý và dân sự của các hành vi. Còn đây là khi nỗi khổ niềm đau đến, chúng ta thường nghĩ rằng là tôi đang đau, tôi đang khổ, cho cái khổ đau đó, đôi lúc nó kết thúc 30 năm trước rồi, bây giờ chúng ta vẫn nghĩ rằng mình là nạn nhân. Và do vậy chúng ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau lại thêm nhiều lần nữa. Do đó nói cách khác là học thuyết phi ngã là một nghệ thuật vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau bằng nhận thức luận đúng với bản chất của tổ hợp hình thành ra thân thể và tâm tư này. Cho nên không nên áp dụng sai học thuyết phi ngã vào cái tình huống để phủ định cái tính pháp lý của hành vi và nhân sự, thì như thế là quỷ biện thôi. À, trong kinh đó, thì khi một số người ta quỷ biện như thế thì Đức Phật có nói là bây giờ ông A là trộm cắp, cho nên nó bị phạt. Khi quan ông A không thể nói là tôi chẳng phải là tôi, chứ cái hành động ăn cắp này chẳng phải là tôi ăn cắp, cho nên nó chỉ là một cái chuỗi của hành động ăn cắp thôi, chứ không phải là tôi. Thì không vì thế mà tội của đương sự này được tha bổng. Chúng ta có thể áp dụng cái lý luận đó bằng cái cách khôi hài như sau. Nếu người nào đó vi phạm tội ăn cắp và nói rằng là cái hành động tay của tôi là ăn cắp chứ còn tôi không phải là người ăn cắp, thì lúc đó chúng ta chỉ cần hỏi là thế thì nếu dùng dao để chặt đứt cái cánh tay vốn không phải là người ăn cắp đó thì anh có chịu hay không? Có lẽ là không ai chịu. Tức là ta nói là tay này của tôi à. Cho nên á, áp dụng phi ngã đúng tình huống về phương diện tâm lý và nhận thức sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được khổ đau. Và đây là cái phương pháp thực tập rất là thống nhất ở trong triết học và tâm lý học Phật giáo. Nhắc lại gọn, đó là đừng nên hiểu vô ngã là không có cái tôi, tức là một phủ định từ, mà là phi ngã, tức là chẳng phải là tôi, vì cái tôi đó mang tính tổ hợp bởi nhiều yếu tố mà hình thành. Xin đi coi khác. Quan trọng nhất với cuộc đời ạ. Xin thầy trả lời câu hỏi. Câu hỏi này nó rộng mênh mông như là không gian vô tận nha. Để đơn giản á, là xin anh cho biết cái gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời của anh. Của con à? Vâng. Bây giờ anh thử nêu ra ba cái quan trọng nhất, rồi anh mới làm cái loại trừ thì nó gọi là cái quan trọng số 1. Của con là gia đình, con cái và sự nghiệp ạ. Gia đình, con cái và sự nghiệp là quan trọng nhất. Thế thì những cái còn lại ngoài cái đó, đối anh có quan trọng không? Cái nào cũng có quan trọng và bổ sung cho nhau ạ. Còn cái nào là quan trọng nhất trong gia đình, con cái, sự nghiệp? Trong gia đình thì sức khỏe là quan trọng nhất ạ. Là quan trọng nhất hả? Nhưng mà sức khỏe là cái khác nữa rồi. Gia đình nó thuộc về người thân huyết thống nè, con cái là một phần của huyết thống nè, sự nghiệp đó là cái tương lai của bản thân mình liên hệ đến tài chính của cả mọi thứ. Còn nếu mà nói là sức khỏe thì nó lại là một cái khác nữa. Tôi trả lời cho con nào. Nếu như thế theo con đáng lẽ em Hạnh phải hỏi là cái gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời của thầy, chỉ có mình mới biết được cái gì quan trọng nhất đối với mình, đúng không? Dạ vâng ạ. Khi thầy phản vấn lại đó, mục đích duy nhất là để giúp chúng ta cùng suy nghĩ thế này nè. Mỗi người trong một giai đoạn với cái không gian và thời gian nhất định, cái đối tượng được người ta xem quan trọng nhất là khác giữa người A với người B. Ví dụ như là một học sinh vừa hoàn tất chương trình phổ thông trung học cấp 3, đang luyện thi vào đại học, thì cái quan trọng nhất của học sinh đó là đậu với cái điểm đỗ đạt thật là cao để có một cái tương lai tươi sáng. Như vậy chúng ta rất là khó tìm ra được một cái tiêu chí chung cho cái gì là quan trọng nhất đối với mọi người. Do đó bằng cái phương pháp nhận thức này đó, tức là dựa vào cái tính tương đối và tính cần thiết đó, thì chúng ta có thể
nêu ra cho chúng ta những cái cách thức để nhận thức đâu là cái quan trọng. Thì tôi xin trình bày nó gồm có 3 ý như sau. Thứ nhất á, chúng ta hãy tự liệt ra cho chính mình một chuỗi những cái sự vật sự kiện bao gồm con người trong những cái tình huống khác nhau theo cái tính gọi là ưu tiên, rồi cái đấy là thứ yếu. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là đối với tôi cái gì là quan trọng nhất và đối với người khác cái gì là không quan trọng nhất, và cả cái quan trọng và không quan trọng đó cũng chỉ là tương đối thôi. Điều hai, sau khi liệt kê ra hết rồi đó thì chúng ta dùng một cái thước đo, đó là tính giá trị. Như vậy cái quan trọng nhất của tôi có thật sự là có giá trị cho tôi ở một mức độ đơn giản và có giá trị cho mọi người hay không. Có những cái người ta cho ra rất quan trọng nhưng mà giá trị nó không có gì hết á, người ta thích như thế, người ta quan trọng quá nên nói vậy thôi. Cho nên phải đặt cái quan trọng đó trong cái tương quan và cái tính cam kết là mang lại cái giá trị cho cái tương quan đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một cái bài toán, cái gì chúng ta đầu tư nó chắc chắn là phải có giá trị để nó dẫn đến cái yếu tính quan trọng cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Điều ba là khi đặt cái tính giá trị vào cái đối tượng được gọi là quan trọng đó đó, thì chúng ta phải thấy rằng là nó có cái mục đích lâu dài hay không. Thì đó là ba nội dung chúng ta sẽ tìm ra được cái tính quan trọng cho vấn đề của mình. Ví dụ nói về cái lời phát biểu đi, thì trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nêu ra có 6 tình huống phát biểu, mà theo đó Ngài rút lại chỉ có 2 tình huống chúng ta buộc phải nói chứ không thể yên lặng. Tình huống 1 là nội dung của lời nói là sự thật. Lời nói đó người nghe được thích thú, và khi nghe thích thú rồi đó, nó dẫn đến cái kết quả lợi ích. Thì như vậy trong cái tuyên ngôn này nó đạt được cả 3 tiêu chí, có sự thật, rồi có lợi ích, và người nghe thích nghe. Thì chỉ có người nào gọi là bỏng sẻn tri thức lắm mới giấu giếm mà không phát biểu ra. Thì lúc đó cái nội dung đó được gọi là quan trọng nhất đối với người phát ngôn. Cho nên người đó bắt buộc phải có trách nhiệm để nói khéo để cái tác dụng nó đạt được ở mức độ cao hơn. Tình huống 2, nội dung của lời nói là chân lý. Áp dụng chân lý đó là có lệ lạc, nhưng người nghe thì chẳng muốn nghe. Do vì họ có thể họ nghĩ rằng họ không có nhu cầu, và họ nghĩ rằng cái nội dung đó là sai, vân vân, họ không nghe. Thì Đức Phật kết luận lại, trong tình huống này vẫn phải nói, và lời nói đó được xem là rất quan trọng và cần thiết đối với người phát ngôn. Như vậy khi mình giới hạn cái gì là quan trọng nhất đối với lời nói trong một cái không gian và thời gian nhất định, thì Đức Phật nói là gì? Nó có 3 tiêu chí thôi. Lợi ích là cái kết quả nó đang đưa tới, rồi giá trị chân lý nó phải có, còn người nghe có thích hay không thích vẫn cứ phải nói thôi. Thì đó là cách thức mà Đức Phật giúp cho chúng ta là tạo ra cái cách đánh giá đâu là cái quan trọng và đâu là cái chưa quan trọng. Và cái nào không quan trọng á, có cũng được, không có cũng không sao. Còn cái quan trọng á, thì chúng ta cần phải ưu tiên làm. Mà theo Đức Phật, quan trọng nhất của một kiếp người vẫn là làm chủ thân và tâm ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải là những hứa hẹn ở trong tương lai. Xin đi câu hỏi khác. Cái pháp của thầy có đề cập đến 5 thế của Đức Phật. Thế mà khi năm ngoái còn có được có duyên về dự đại lễ Phật đản quốc tế ở Vesak, còn cũng đến lễ Phật ở Điện Tam Thế, và thầy cũng có đề cập đến là chùa Bái Đính mà thờ xây điện thờ Đức Phật thì có Tam Thế có 3 thế thôi. Phải chăng việc xây dựng chùa Bái Đính như vậy vẫn còn thiếu 2 thế nữa của Đức Phật? Vậy thì xin thầy chia sẻ thêm cái phần này cho chúng con. Vấn đề thiếu hay đủ đó, thì cũng rất là khó nói.
Tại vì vợ chồng anh Xuân Trường đó là một thương gia rất có lòng với Phật pháp. Thầy làm việc với anh ấy cũng nhiều lần rồi, rất có lòng. Cho đến thời điểm hiện nay đó, anh ấy đã phát tâm xây trọn tiền kinh phí không dưới 10 ngôi chùa, bái đến chỉ là một ngôi thôi. Còn các chùa ở Trường Sa, lớn Trường Sa nhỏ đều là một tay và kinh phí của anh Xuân Trường mà ra hết. Thì tìm một người như thế không phải là dễ ở trong xã hội Việt Nam. Ông ấy xứng đáng là cấp cô độc của thời hiện đại về phương diện xây chùa. Cấp cô độc được, còn có phương diện thứ hai, ngoài xây chùa thì còn là cái người giúp đỡ cho các thành phần cơ nhở và bất hạnh ở trong xã hội. Cho nên khi xây chùa Bái Đính đó, thì ở trên đường Điện Tâm Thế thì có được ba ấn tướng. Dù sao so sánh với các ngôi chùa còn lại trên đất nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng thì phong cách bộ tượng Tam Thế là đã sâu sắc rồi. Thì chỉ cần có đủ ba bộ tượng đó thì hai cái ấn tướng còn lại được hiểu là đã bao gồm. Nhất là đến ấn tướng chữ Pháp Luân đó, bằng phương pháp tứ thánh đế đó, thì lúc đó chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả là không sợ hãi và hòa bình thôi. Cho nên có thêm hai ấn tế đó để nói về cái tính năng trị liệu của Phật pháp như một cái giá trị rất là thiết thực hiện tại thì càng tốt, không có đề cập đến thì cũng không sao. Bởi vì có đủ ba cái này rồi, nó tự động nó tạo ra hệ quả của hai cái còn lại thôi. Tuy nhiên nếu mà muốn làm đủ đó, thì để luôn cả ba ấn thế. Cho nên các chùa Nam Tông đó, người ta rất kỹ về vấn đề này. Có ba bộ tượng cộng thêm là hai tượng Phật đứng nữa thì rất là đầy đủ. Chùa Giác Ngộ thì hiện nay đang đúc ba pho tượng trong ba tư thế vừa nêu. Mỗi một tượng là cao 3m8, cộng luân đế là 5m8. Chùa Giác Ngộ chánh điện chỉ có 300m2 thôi, nhưng mà làm tượng của tôi đó là khá to để nhắc cho tất cả các Phật tử nhìn thấy ba ấn thế đó, và cố gắng làm sao trong một đời tu của mình phải tu đầy đủ được ba phương diện như Đức Phật Thích Ca đã làm, thì nó sẽ lệ lạc cho nhân sinh rất là lớn. Vì cái bề ngang Giác Ngộ đó chỉ có 13 mét thôi, mà ba tượng này đó đã là 12,5 mét, là không còn chỗ để đặt tượng nữa, không còn chỗ nữa. Chứ nếu mà còn chỗ thì làm luôn hai tượng đứng nữa. Còn ở những cái chỗ rộng hơn, chỗ thuộc chỉ Giác Ngộ đó thì sẽ có đủ các bộ tượng, nó thể hiện cái triết lý Phật giáo qua ảnh tượng Phật giáo. Xin đi câu hỏi khác. Con xin phép được hỏi hai câu hỏi nhỏ. Câu hỏi thứ nhất là xin thưa thầy giải thích để cho chúng con hiểu rõ hơn về cõi tịnh độ. Bởi vì khi mà chúng con nghe và tụng kinh A Di Đà thì chúng con vẫn biết rằng Đức Phật có nói rằng cách đó bao nhiêu muôn ức thì có một cái cõi mà ở đó toàn bằng lưu ly xả cờ xích châu mã não, rồi gió reo cũng tiếng Pháp, nước chảy cũng tiếng Pháp. Thì nếu như nói về hiện tượng vật lý thì đó có phải là một cõi thật không ạ? Và hơn nữa là như bây giờ thì chúng con cũng đã được nghe có một số những quý thầy gần như là chỉ nói với Phật tử như là du ngủ Phật tử, chỉ có cõi đấy, hãy về cõi đấy, không phải làm gì, và cũng từ bỏ tất cả mọi thứ cũng như gia đình, công việc, về đó, ngồi đó, niệm Phật để về cõi đấy. Thì cho đến bây giờ cái cõi đấy là như thế nào, có thật không? Để cho tất cả chúng con cũng hiểu thêm, cũng như những người mà chưa được ngồi để nghe quý thầy giảng giải chia sẻ, biết đâu nhân duyên một lúc nào đó được nghe và cũng hiểu thêm. Câu thứ hai con muốn hỏi thầy là, thưa thầy, tại sao con thấy rất ít khi các quý thầy, quý cô khuyên Phật tử là các con hãy niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi, mà chỉ nói rằng con hãy niệm Phật đi,
có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị cha lành trong cõi này, Ngài là một vị toàn tài toàn đức. Tại sao chỉ khuyên mọi người là hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật? A Di Đà Phật, con xin thầy chia sẻ ạ. Đó là hai câu hỏi rất thiết thực. Đối với câu hỏi một đó, nhằm mà xác định thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là thế giới vật thể có thật hay là không đó, thì chúng ta hãy để ý một số dữ liệu được mô tả trong chính kinh A Di Đà, rồi mỗi người sẽ tự tìm ra mình một cái câu trả lời. Bản thân câu hỏi có đề cập đến thế giới bảy báo của cực lạc Tây Phương, bao gồm mã não, san hô, hổ phách, chân châu, lưu ly, xà cừ, vân vân. Thực tế đó, nơi nào mà có các quặng mỏ vàng bạc á, thì tháng khí nhiều, oxy ít, và do đó người ta sẽ khó có thể sống thọ với cái môi trường như vừa nêu. Đang khi bản kinh A Di Đà mô tả đó, thế giới này đó là vàng và bảy báo khắp mọi nơi, núi non không có nha, chỉ là một mặt phẳng thôi đó. Và bằng cách đó đó thì đảm bảo là khó có oxy để tồn tại cho con người lắm, cho nên buộc chúng ta phải hiểu theo nghĩa biểu tượng và triết lý, thay vì chúng ta có khuynh hướng hiểu theo nghĩa đen. Trong đạo Phật đó thì có bảy thánh tài, vốn là yếu tố giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh nếu người đó sở hữu được bảy đức tính cao quý, gọi là bảy tài sản thánh. Cho nên theo chúng tôi đó, dữ liệu bảy báo trong kinh A Di Đà nên được hiểu là thất thánh tài, chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen là thế giới vàng bạc ngọc ngà châu báu san hô mã não lưu ly hổ phách đó. Bởi vì cái đó nó không thể chứng minh về phương diện hiện thực được rằng là con người sống trên đó có thể tồn tại được. Điều hai, kinh A Di Đà có hai cái mô tả ngắn nói về cư dân tịnh độ, chúng tôi tạm dùng là cư dân tịnh độ nhé. Mô tả một đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là nơi hội tụ của tất cả các bậc thượng thiện, tức là thiện mà ở mức độ tối cao, không còn cái gì có thể hơn được nữa. Còn những người làm việc thiện, bao gồm Phật sự và các thiện sự, ở mức độ cao trở xuống là chưa đủ tiêu chuẩn để sanh Tây Phương. Mô tả rất rõ là chư thượng thiện nhân, người thiện mà có ở mức độ là cao nhất chứ không phải là ở mức độ cao nữa. Như vậy là cao vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Mô tả hai, A bệ bạc trí, có nghĩa đen là bất thối chuyển về tu tập tâm linh. Theo định nghĩa Phật học đó, bất thối chuyển là các vị đã chứng được là sơ quả A-la-hán. Mà muốn chứng được sơ quả A-la-hán đó thì người đó phải kết thúc được tối thiểu là 80-90% của tham ái, sân hận và những cái yếu tố trói buộc tâm, bao gồm si mê, thân kiến, rồi giới cấm thủ, hoài nghi đã dứt sạch rồi. Và ba thứ này nó thuộc về con đẻ của vô minh. Hai dữ liệu mô tả vừa nêu cho chúng ta thấy nếu Tây Phương là một thế giới hiện hữu về phương diện vật thể thì thế giới đó không có người phàm mà chỉ toàn là thánh nhân thôi. Thì từ học thuyết này ở trong kinh A Di Đà đó cho phép chúng ta đi đến kết luận rằng đó, học thuyết đế nghiệp vãng sinh do các vị tổ sư tịnh độ tông của Trung Quốc chỉ là một phương tiện nằm trong giáo hoạt kép thôi,
chứ không mô tả chân lý. Nếu như gọi đó mà có thể mang nghiệp phàm giảng sanh được thì chẳng mấy chốc ở trên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sẽ có Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc 1, Trung Quốc 2. Trong Việt Nam 1, Việt Nam 2 đó sẽ có là Đồ Sơn 1, rồi Sài Gòn 2. Tức là thế giới ăn chơi có đủ hết. Và sẽ có luôn cả các sòng bạc của Campuchia 1, Campuchia 2. Thì chẳng mấy chốc thế giới đó trở thành thế giới cũng giống như ở trên Ta Bà này thôi. Như vậy, học thuyết đế nghiệp vãng sinh là không thể chấp nhận được, bởi vì nó mâu thuẫn 100% với những mô tả trong cái A Di Đà, và mâu thuẫn với cái hiện thực. Bởi vì người phàm thì không thể là tái sanh trên đó được. Dựa vào kinh Vô Lượng Thọ, một bản kinh quan trọng kế đến của pháp môn Tịnh Độ, thì đoạn mô tả sau đây các Phật tử Tịnh Độ Tông không nên quên. Đối với những người làm thiện ở mức độ gọi là trung bình trở xuống, căn lành ở mức độ là chưa phải lớn lắm, thì tái sanh ở biên giới của Tịnh Độ mà đến 5.000 năm mới được gặp Phật A Di Đà. Biên giới thôi. Hãy dở đọc lại cái đoạn kinh đó. Nếu đọc cái đoạn kinh đó xong rồi đó, người nào mà còn muốn sanh về đó nữa thì hơi uổng đấy. Là khi ở đây mình gặp Phật mỗi ngày, còn bên kia là ở biên giới đến cả mấy nghìn kiếp mới gặp được Phật A Di Đà. Nếu một thế giới mà chỉ hiện hữu là các bậc thánh, không có người phàm, thì thế giới đó là thất nghiệp dài dài. Các vị thánh đó độ cho ai? Không có đối tượng để độ. Ở đây chỉ có ban lãnh đạo vài ba người thôi mà cộng đồng được hưởng nhờ rồi. Mà nếu như là tại festival này tất cả những người Việt Nam đều giống như ban lãnh đạo nữa thì cái chùa Niệm Phật Đường giác tội này không cần phải thành lập. Không cần phải thành lập đó. Cho nên đó, về nguyên tắc sẽ không thể nào có một cái nơi mà chỉ toàn là thánh không. Một đoạn mô tả khác trong Kinh Di Đà như sau: mỗi buổi sáng các vị thánh ở trên cõi Cực Lạc Tây Phương đi nhặt các hoa rơi rồi tiện tặng không vứt bỏ, đem đi cúng dường mười phương chư Phật. Sau khi cúng dường xong rồi, dùng thần thông của mình bay về lại cái nơi mình ở, chứ không phải đi bằng xe hơi Bentley hay là Mercedes tốn tiền xăng. Rồi sau đó ăn cơm trong chánh niệm, sau khi ăn cơm xong đó là từng bước thảnh thơi. Cái đó ở Ta Bà này có đầy dãy hết trơn, không cần gì phải xin về trên kia. Nhiều hòa thượng á là làm biết bao nhiêu Phật sự nhưng mà xài rất tiện tặng. Việc Phật sự gì cũng làm á, nhưng mà cho bản thân mình là không có xài đâu. Cái đó còn hơn là đi nhặt qua cúng dường. Nhặt qua cúng dường có công đức gì đâu, qua rơi mà. Bây giờ mình đây nhiều Phật tử, nhất là chị em phụ nữ nha, bỏ tiền ra mua hoa thật đẹp cúng dường Phật để cầu nguyện rằng là kiếp sau mình là tiếp tục đẹp nữa. Còn trên kia thôi, các thánh nhân chỉ đi nhặt hoa rơi mà cúng dường Phật thôi. Còn thế giới đó được mô tả là gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liêu lo đều tiên duyển tứ diệu đế bát chánh đạo. Cái này bây giờ nhiều lắm. Mở một cái gọi là iPad, iPhone, internet lên là chúng ta nghe pháp âm đầy hết trơn. Ở đâu cũng có, không cần phải đi lên trên đó mới có. Do đó chúng tôi không có trả lời đó là thế giới có mang tính chất vật lý, vật thể hay không. Chúng ta hãy tự suy nghĩ đi, hãy tự suy nghĩ. Và trở lại vấn đề đó, khi mà hội đủ được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, thì người đó ở chỗ nào chính là Cực Lạc rồi. Và một lần nữa chúng tôi xin xác nhận lại, cái sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó. Năm ngoái tức 2014 đó, trở về trước đó,
chính phủ của Úc Châu có tiêu chí ai muốn trở thành công dân của nước Úc chỉ cần có trong tài khoản 1 triệu đô Úc Châu, không sử dụng đến, có công ty đầu tư ở tại Úc thì rất là dễ được duyệt. Trước đó nhiều năm, chứ bây giờ vẫn còn giữ cái chính sách này. Ở Mỹ, ai sở hữu 500.000 đô và ở Canada 400.000 đô có công ty ổn định, không sử dụng đến cái nguồn đó là đủ tiêu chuẩn để trở thành công dân của Hoa Kỳ và của Canada. Thực tế Úc năm nay đó đưa ra tiêu chí là 15 triệu đô la thì mới cho nhập quốc tịch. Người nào có 15 triệu đô la mà lại bỏ quốc tịch ở nơi mình đang sống để qua làm công nhân của Úc là người không có thông minh. Những người như thế là quá tài, quá giỏi, ở đâu họ cũng có thể là sống giàu được hết. Và những người mà sở hữu được 500.000 đô Mỹ Kim, không sử dụng đến, có công ty ổn định mà lại trở thành công nhân của Mỹ cũng không là thông minh. Với số tiền đó ở Việt Nam có thể trở thành ông hoàng, bà hoàng rồi. Và chỉ cần đăng ký cái thẻ APEC là có thể đi được 10 mấy nước là không có visa. Chỉ cần tốn 1.000 đô trở lại có thể mua một vé máy bay là có mặt ở những nước đó dễ dàng, là cần gì phải qua đó ở với một cái số tiền lớn mà không được làm cái gì. Cho nên á, đọc kinh á, nhất là kinh Đại Thừa, chúng ta nên nhớ là có hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa một là nghĩa đen chữ trắng. Thì dưới giới bình dân á, người ta thỏa mãn trong việc dừng lại ở lớp nghĩa đen thôi. Thì phần lớn sẽ bắt đầu thiên về tín ngưỡng. Còn lớp biểu tượng và triết lý rất là sâu sắc, phần lớn chúng ta ít để đến hoặc là bỏ qua. Tại là người tu học Phật á, muốn đi vào chiều sâu và nâng lên cái chiều cao cho chính mình, chúng ta nên tiếp cận thêm lớp ý nghĩa thứ hai. Chúng ta sẽ thấy đạo Phật khác liền. Chứ là nếu mà dừng lại ở lớp ý nghĩa một thì chúng ta dễ dàng bị rơi vào các lý giải mê tín dị đoan. Đó là chưa nói đến trong quá trình phát triển Phật giáo, các nhà biên tập vì những động cơ cá nhân, có thể là rất là thiện chí, đã thêm vào một vài khái niệm, một vài câu chữ thôi, thì nghĩa lý nó sẽ khác liền. Do đó đó, cái việc tu học của chúng ta là theo tinh thần Phật dạy, là làm thế nào chúng ta có được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, và giữ cái phong cách an lạc hạnh phúc đó thì chúng ta có một cái tương lai an lạc hạnh phúc thôi. Bởi vì tương lai là kết quả của hiện tại. Cho nên trong quá trình tu đó, đừng nên bận tâm đến giảng sinh Tây Phương. Người xuất gia của chúng tôi theo đạo Phật Đại Thừa đó, mỗi bữa khuya vào lúc 4 giờ tại Việt Nam đều phải đọc cái bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong đó có hai châu như thế này: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nghĩa đen là nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, con đây sẽ không phát nguyện đạt được niết bàn thành Phật để tiếp tục độ chúng sinh. Và dựa vào hai câu đó đó, chúng ta có thể khẳng định là các tu sĩ theo Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên trên bản chất là không cầu nguyện sanh Tây Phương. Nhưng mà rất tiếc đó, là đến cái phần kết thúc thời kinh đó, thì cái bài hồi hướng nó có 4 câu, trong đó bắt đầu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, nghĩa là đầu và đuôi tự mâu thuẫn nhau. Cái nghi thức Thủ Lăng Nghiêm chúng ta cứ dở ra có 2 câu đó là không sanh Tây Phương, nhưng mà ở kết thúc là nguyện sanh Tây Phương nè. Thế là vừa phát nguyện xong rồi mình chối bỏ cái phát nguyện của mình. Là vì phần lớn chúng ta ít chịu khó suy nghĩ nội dung lớp nghĩa 1 và nội dung lớp nghĩa 2 trong các kinh là cái gì. Cho nên không khéo chúng ta bị lẩn quẩn ở trong sự tự mâu thuẫn, đó là tự phủ định chính mình ta. Còn chuyện thành Phật là chuyện dài lâu. Giờ chúng ta thử nhớ lại cái bài kinh Đương Lai Di Lặc Hạ Sanh. Đức Phật nói Đức Phật Di Lặc
sanh ra trong thời tương lai đó là một khoảng thời gian còn rất dài lâu so với thời điểm bây giờ. Và Đức Phật cũng nói là mỗi một cái hành tinh nó trải qua bốn giai đoạn là thành, trụ, dị, diệt. Hiện nay thì theo khoa học á, hành tinh chúng ta đã trải qua 5,6 tỷ năm. Và theo Phật học á, chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai là trụ, tức là tồn tại. Giai đoạn thứ ba đó là hoại, tức là không còn oxy để sống nữa. Và giai đoạn thứ tư á, là diệt, tức là hành tinh đó nó sẽ nổ tung và trở thành các mẫu thiên thạch ở trong vũ trụ. Mặt trăng cùng trong hệ mặt trời chúng ta đang thuộc vào giai đoạn thứ ba, đó là hoại, không còn oxy. Có thể vài tỷ năm trước á, mặt trăng có con người, rồi có động vật, có thảo mộc, nhờ có oxy, bây giờ thì không còn nữa. Thì tính đến thời điểm này cho đến thời điểm sau thì chúng ta còn trải qua hai giai đoạn là hoại và diệt. Thì ít nhất chúng ta phải trải qua trung bình là 8 tỷ năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy, từ lúc mà Đức Phật Thích Ca tuyên bố về Phật Di Lặc, nay đã 26 thế kỷ, mà còn đến mấy tỷ năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời, thì chúng ta biết là Phật Di Lặc đã tu biết bao nhiêu kiếp. Quá dài lâu. Đó là Phật đấy. Còn bây giờ chỉ cần tu có niệm Phật không, là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật không, mà có thể sanh là trở thành là thượng thiện nhân, là trở thành thánh nhân ở trong một đời người, chúng ta còn thuộc là tổ sư giỏi hơn gấp trăm lần triệu lần so với Phật Di Lặc trong tương lai nữa. Chuyện đó không có thật, không có thật. Cho nên chúng ta nên biết đó là lời phương tiện để giúp cho chúng ta phấn chấn, hăng quan, nỗ lực mà ráng tu vậy thôi, chứ không phải là tiêu bố sự thật. Còn câu 2 đó, tại sao là các thầy, các sư cô khuyên các Phật tử niệm Phật được hiểu mặc niệm là Nam Mô Di Đà Phật mà không phải là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật? Tại vì các thầy tu này tu theo Tịnh Độ Tông, cho nên là quên Phật ai gì? Phật Thích Ca đi. Phần lớn là quên, ít nhớ Phật Thích Ca. Bây giờ chúng ta thử tạm dùng ngôn ngữ thế gian, chứ không phải là mình phạm thượng hay trịch thượng với các Đức Phật nha. Dùng ngôn ngữ thế gian thì chúng ta có thể hiểu đó, Phật Thích Ca giống như là cha mình, người sáng lập ra Đạo Phật. Mình là học trò Đức Phật, giống như là con của Đức Phật vậy. Nhờ chân Đức Phật Thích Ca mà chúng ta trở thành là Phật tử, cho nên chúng ta là con của Ngài. Còn Phật A Di Đà đó là một vị nào đó, có thể là chú chúng ta, bác chúng ta ở một chỗ khác. Phật Thích Ca rất rộng lượng, giới thiệu đệ tử của mình cho là một vị Phật khác, chứ không có là tôn góp lại cho mình, giữ học trò của mình với mình thôi. Và do vậy đệ tử của Phật Thích Ca có cơ hội học được với hai vị thầy, đó là thầy là Phật Thích Ca và thầy là Phật A Di Đà. Rất là sâu, rất là hay. Bây giờ đó, sau khi mình biết được Phật A Di Đà xong, cái mình quên đi Phật Thích Ca, tức là mình quên đi cha mình, mình nhớ một cái vị nào đó có nội dung giá trị tương đương, nhưng mà mình quên đi cái người đã giới thiệu mình cho vị đó, thì cái đó về tình người coi như là thua rồi. Hiện nay một số trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan đến độ trong chánh điện chỉ có thờ Phật A Di Đà thôi, chứ không thờ Phật Thích Ca. Và điều đó rất nguy hại. Niệm Phật thời Đức Phật đó là một trong sáu pháp niệm được gọi là lục niệm, bao gồm niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm phước quả tái sinh làm con người ngoài hành tinh. Sau này khi Đạo Phật Tịnh Độ Tông phát triển vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch đó, thì Trung Quốc mới bắt đầu có khuynh hướng là bỏ năm cái yếu tố niệm còn lại, giữ chỉ còn niệm Phật thôi. Và niệm Phật thời Đức Phật dạy khác hoàn toàn với niệm Phật của Trung Quốc dạy. Niệm Phật của Đức Phật dạy là gì? Tất cả các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có 10 đức hiệu giống như nhau, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri,
minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Phật A Di Đà cũng đạt chừng đó 10 đức hiệu. Cho nên không cần thiết phải niệm Đức Phật A Di Đà, và niệm bất cứ Phật nào thì 10 đức hiệu cũng giống như nhau thôi. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là niệm Phật với danh nghĩa là danh từ chung, còn Trung Quốc dạy là niệm Phật danh từ riêng. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Trong bài Sám Nguyện Tịnh Độ Tông á, do các nhà sư Trung Quốc viết đó, thì nó có câu như thế này nè: Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. Có thể dịch đơn ra là mười phương ba đời các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất, tức là số một. Cái đó là sai về Phật học. Đã là Phật rồi thì Phật nào cũng giống như nào, không có Phật số một, Phật số hai được. Nhưng vì người ta đề cao Tịnh Độ Tông, cho nên nói Phật A Di Đà là số một. Từ chỗ đó đó, ta mới tin rằng là niệm Phật A Di Đà là một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Đó là do hiểu sai và hiểu thỉnh cận cái bài sám do nhà sư Trung Quốc soạn, chứ không phải là do Phật Thích Ca giảng dạy. Cho nên nói tóm lại đó, khi chúng ta gặp nhau đó, thì trong Phật giáo Nam truyền đó, không có ai Nam Mô Phật, không có. Mà niệm Phật đó là để giữ cho tâm mình được định tĩnh trước các thăng trầm trong xã hội, nhờ đó chúng ta không bị khổ và đau. Áp dụng nó để trị liệu cái khổ đau về tâm lý, chứ không phải là niệm để mình cầu cứu rỗi. Hiện nay chúng ta niệm Phật ấy giờ để cầu cứu rỗi, giống như là tín đồ các tôn giáo niệm Chúa để cầu cứu rỗi vậy đó. Nó không khác nhau xa lắm. Còn niệm Phật mà muốn đạt chánh niệm á, thì chúng ta phải quăng bỏ hết tất cả mọi lời cầu nguyện sang lẳng vào trong lúc chúng ta niệm, thì mới gọi là chánh niệm. Cho nên nói tóm lại đó, để dung hòa giữa danh hiệu Phật được niệm đó, thì phần lớn các thầy tại Việt Nam khi bắt đầu một cái nghi thức nào đó, hay là bắt đầu ăn cơm, hay bắt đầu làm cái gì đó là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là phần đầu, mà phần nguyện hương á là Phật Thích Ca, cái phần cuối đó đó là phục nguyện, thì đó mới là Nam Mô A Di Đà Phật, để ta hài hòa. Vì các thầy các sư cô đó đều trực thuộc trường phái Tịnh Độ Tông, cho ta vẫn giữ Đức Phật gốc rồi sau đó thêm Đức Phật A Di Đà. Còn những người mà tu theo Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Thành Thật Tông, vân vân, thì làm gì có chuyện niệm Phật A Di Đà đâu. Chỉ có hành giả Tịnh Độ Tông mới niệm thôi. Trung Quốc thì bây giờ 10 tông phái đó, thì chỉ còn 3 tông thôi. Thiền Mật Tịnh là phát triển mạnh. Riêng Nhật Bản tiếp nhận đạo Phật từ Trung Quốc, bây giờ họ vẫn còn 13 tông phái, tức là họ phát triển thêm 3 tông. Ngoài ra họ còn có thêm 19 tông phái mới nữa, tổng cộng lại là 31 tông phái, chứ đâu phải có Tịnh Độ Tông không đó. Và những người không theo Tịnh Độ Tông sẽ không bao giờ chào hỏi nhau bằng cách là Nam Mô A Di Đà Phật. Và tương tự xin nói thêm, dân gian người ta đồn đãi đó, trong thời mạt Pháp chỉ còn lại kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ. Đến lúc nào đó, cuối của thời mạt Pháp chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, toàn bộ các kinh điển bị hủy diệt đi hết. Đó là hủy bán đạo Phật. Thế kỷ thứ 12, khi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan xâm lăng Ấn Độ, thì họ đã ra lệnh đốt cái Đại học Na Lan Đà, nơi đào tạo tăng tài Phật giáo trên toàn cầu. Thư viện của Đại học Na Lan Đà lúc đó được mô tả là đốt cháy liền 3 tháng trời mà vẫn chưa hết sách kinh sách đó. Nhưng mà dầu như thế không có nghĩa là toàn bộ kinh sách Phật giáo đã mất hết đi. Vì trước thế kỷ thứ 12 vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, đạo Phật đã được truyền sang Tích Lan và nhiều nước trên thế giới rồi.
Cho nên toàn bộ kinh của Ấn Độ bị đốt đi nữa thì cũng còn kinh ở các chỗ khác. Và quá trình kinh đó, thì đầu tiên là kinh lá bói, sau đó là kinh khắc trên đá, kinh khắc bản đồng, rồi kinh khắc trên giấy, trên bản mộc, rồi kinh khắc trên giấy, in trên giấy. Bây giờ chúng ta có các ấn bản kỹ thuật số, chúng ta phổ biến trên internet. Rồi bây giờ chúng ta còn có ấn bản audio, tức là âm thanh. Chùa Giác Ngộ vào năm 2005 là nơi làm ấn bản đại tạng kinh bản âm thanh đầu tiên trên toàn cầu. Cho đến lúc nào quả địa cầu này đã bị nổ tung đi thì lúc đó các hình thức mà tàn trữ kinh điển kỹ thuật số này mới kết thúc. Cho nên đó, từ đây trở về sau, cho đến lúc hành tinh này kết thúc, kinh điển Phật Pháp là còn mãi với thế gian này. Những người tịnh độ tông nhiều khi ta tự ca ngợi cái tông phái mình quá mức đến độ truyền bá mê tín trái khoa học mà ta không thấy. Do đó người tu tịnh độ tông cố gắng dựa vào kinh A Di Đà, khai thác nghĩa triết lý để chúng ta tu thiết thực, tu một cách có kết quả, chứ bằng không là làm cho những người không có thiện cảm với đạo Phật đó, ta chán ngán đạo Phật, ta thấy là đạo Phật như là tạo ra các Phật tử đang làm ăn khấm khá bỏ hết không chịu làm nữa, rồi đang có vợ chồng hạnh phúc bỏ chồng, rồi đang có con cái có trách nhiệm thì bỏ con, rồi đang đi chùa tinh tấn bỏ hết, bây giờ chỉ biết tu rụt tu rị, tu như thể ngày mai sẽ chết vậy. Chuyện đó rất nguy hiểm. Thà không có những người Phật tử như thế còn hơn là có họ ở trong đạo Phật, vì nó gây cái tác động tiêu cực rất là lớn đối với cái tổng thể của Phật giáo nói chung. Thì nói tóm lại, người tu học Phật gặp nhau niệm danh hiệu Phật nào cũng được, chứ không cần thiết phải niệm Đức Phật A Di Đà. Và nếu nó gọn thì là Nam Mô Phật, kính lại Phật là đầy đủ nhất, chứ không cần phải phân biệt đó là Phật nào nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta nhìn đến một đạo Phật tổng thể hơn, bao quát hơn, rộng lớn hơn, thay vì chỉ là đạo Phật phục vụ cho riêng cái quyền lệ tu tập của pháp môn mình. Xin đi câu hỏi khác. Dạ, con muốn hỏi về vấn đề là bố mẹ của con là năm nay mà 92 tuổi. Thì con muốn hỏi vấn đề là lễ cầu siêu thì để về Tây Phương Cực Lạc, thế có đúng không ạ? Thì bây giờ thì cả nhà, tất cả các anh chị của con và con ấy là còn muốn báo hiếu, còn một cái báo hiếu cho bố mẹ là để khuyên cho bố mẹ là niệm Phật, để hy vọng là bố mẹ là sau này ấy, là được về cái Tây Phương Cực Lạc. Thế thì bây giờ là bố mẹ con thì cũng đang coi như là học, và dự định như là Tết này chúng con về là đưa bố mẹ là đi làm lễ quy y, thì bố mẹ cũng đã hứa rồi, Bố mẹ là thành phần trí thức hay là giới bình dân? Dạ, bố mẹ con cũng thành phần bình dân thôi ạ. Dạ. Thì để giúp cho cha mẹ ở tuổi đại thượng thọ đó, thì chúng ta lưu ý một số điều như sau. Mà chị ngồi xuống. Thứ nhất á, là giúp ông bà buông hết tất cả các cái gánh lo âu đối với con và cháu ở trong gia đình. Phần lớn nhiều người bà, nhiều người ông đó đã trở thành ô xin cho cháu ruột hoặc là chắt ruột của mình. Và bằng cách đó, ông bà bị vướng bận ở tuổi xế chiều là điều không tốt. Cho nên là phải khuyên cha mẹ buông hết mọi trách nhiệm ở tuổi đó là cần phải buông, và xoay về lo cho bản thân mình thôi, để không còn bị vướng kẹt nữa. Điều hai, khi cha mẹ là bên giới bình dân và cũng là Phật tử của Tịnh Độ Tông đó, thì việc hướng dẫn cha mẹ niệm Phật là rất thích hợp. Vì người bình dân á, có nói triết lý sẽ không tiếp thu được, nhất là ở tuổi 90 trở lên,
cái nhận thức bắt đầu nó bị chậm mà yếu rồi. Cho nên cái gì mà càng dông dài, càng triết lý, càng ngôn ngữ á, sẽ làm cho người lớn tuổi rối trí lại. Mẹ thầy lúc ở tuổi 82 đó, thì cái cách mà thầy đến thăm bà cũng nhắc bà niệm Phật thôi. Tại vì mẹ thầy từ nhỏ lam lũ không biết được chữ cái nữa, cho nên không đọc được chữ, cho đến lúc chết cũng như thế. Thì thầy mới khuyên bà đó là mấy cái chữ nhang đó, mỗi lần bà niệm 18 danh hiệu Phật thì bà bẻ một cái 1 cm mà đừng có cho đứt ra, nó giữ lại. Vì một cái nhang dài đó thì biết bao nhiêu là cái số lượng đó, thì nửa tháng trung bình thầy lên thăm một lần, thì bà mới lấy ra bà khoe với thầy là trong thời gian qua tôi nghe lời thầy mà tôi niệm được chừng ấy danh hiệu Phật này, công đức vô lượng. Thì thầy cũng phải khen là mẹ làm như thế là tốt lắm, mẹ ráng niệm đi, công đức dữ lắm, tâm được bình an, đừng nhớ đến con cháu đâu, nhớ Phật thôi mới được hạnh phúc được. Và nhờ bà tin cho nên bà không còn chấp vào con cái nữa. Chứ còn ở tuổi già như đứa lúc cứ nhớ đứa này nó than, đứa kia xin tiền, đứa nọ nó nói nó khổ, đứa nọ nó thất nghiệp, là không thế nào mà được hạnh phúc ở tuổi xế chiều được. Thì trong trường hợp đó là phải dùng những cái phương pháp bình dân giản dị thôi. Tại vì chúng ta chỉ cầu mong người lớn tuổi đó có được cái bình an của tâm là đủ rồi. Điều 3, không nhất thiết phải dụ người lớn tuổi bằng cách nói những điều mà trên thực tế họ sẽ không làm được, dù phát xuất từ một tơ cao quý cũng không nên. Bây giờ chúng ta biết là cha mẹ của mình căn lành lớn thì chưa có, công đức lớn, bây giờ tuổi già làm được gì đâu công đức nữa. Rồi nhân duyên túc lớn, có khuyên ai được đi tu nữa đâu, rồi đến đạo tràng đâu. Rồi pháp âm lớn, niệm Phật nhất tâm bất loạn, không đạt được. Mà mình đi hứa hẹn ảo rằng là chỉ cần niệm Phật đi giảng sanh Tây Phương, như vậy chúng ta đang gieo một cái mê tín cộng với một cái lòng tham gọi là vô tận cho cha mẹ người thân chúng ta ở tuổi xế chiều. Thì khi chết với một cái lòng tham đó, cái kỳ vọng đó đó, thì tái sanh ở kiếp sau đó vẫn tiếp tục là người phàm, nhưng mà cộng với cái mê tín dị đoan như là những hạt giống có mặt ở kiếp trước. Không cần thiết phải làm như thế. Cho nên là khi thăm mẹ thầy, không bao giờ thầy nói là bà niệm Phật đi bà sẽ được giáng sanh Tây Phương, không có. Mẹ ráng niệm Phật, tâm thật bình an, sống hạnh phúc cuối đời, đó là điều quá may mắn cho gia đình của chúng ta rồi. Chứ không có hứa hẹn bà giáng sanh Tây Phương gì hết trơn. Bà làm sao giáng sanh Tây Phương được, có đủ tiêu chí đâu. Kỳ vọng nhiều mà không đạt được, được Đức Phật liệt vào một trong 8 loại khổ đau, đó là cầu bất đắc khổ. Nên nhớ điều đó. Cho nên cứ sống đúng nhân quả, đừng lo lắng nhiều, kết quả nó sẽ đạt được. Để về việc này thì chúng ta nhớ 2 câu sâu sắc sau đây: khai trì bất đãi nguyệt, trì thành nguyệt tự lai, đào giếng đừng đợi trăng, giếng có nước trăng xuất hiện. Đó là câu rất đơn giản và rất là sâu. Rất nhiều người chúng ta chờ đến lúc khát nước mới đi đào giếng, nước chưa xong là đã chết rồi. Còn đào giếng rồi có nước mà nó không có nhiều thì mặt trăng nó không có tương phản rõ cho nó được. Mà nước đục thì chúng ta cũng không thấy rõ mặt trăng được. Cho nên cứ để cho cái quá trình đào giếng đúng bài bản, khi có nước trong thì trăng hiện, còn không có nước thì trăng không hiện được. Còn kỳ vọng đó chỉ làm cho chúng ta tự gây áp lực thôi về phương diện nhân quả. Và cái áp lực đó nó làm cho mình dễ nhiễu sống tâm, nhiễu loạn tâm, nó không còn được chánh niệm, chánh định nữa. Và nó trái với cái bản chất gọi là tu tập mà Đức Phật đã dạy cho Bát Chánh Đạo. Rồi nói tóm lại là hướng dẫn báo hiếu cho cha mẹ thì làm sao cho ông bà rũ bỏ, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ rời con cái, không sợ mất mát hết mọi thứ, giữ tâm bình an, mọi việc xảy ra thế nào thì hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Còn ở tuổi xế chiều đó thì một số ông bà nhiều khi đó là sống không được mà chết không xong, thì tâm trạng của con thì có thể phát xuất, thứ nhất là có người động cơ tốt,
kỳ vọng rằng là cha mẹ mình chết sớm đi, vì kéo dài thêm đó là chỉ chịu được cái khổ đau thôi. Cho nên nhiều người con nó đến chùa nhờ mấy thầy nói rõ lắm, ba tôi, mẹ tôi đã nằm bệnh là 10 năm lo riết rồi, gia đình là tán gia bại sản luôn, thì làm thế nào mong thầy tụng kinh sao cho ông đi sớm, bà đi sớm. Thì trong những trường hợp đó, lời khuyên của các vị tu sĩ vẫn là: còn cha mẹ hãy xem nó một phước báo, cái gì lo được thì cứ lo, chứ đừng có kỳ vọng như thế. Kỳ vọng như thế là chúng ta đang gieo một cái nghiệp sát ở trong tâm, và điều đó nó làm cho mình mất rất nhiều các phước báo. Cho nên ráng lo hết mình, đâu phải mình muốn người đó chết và người đó chết, đâu phải mình muốn người đó sống mà người đó có thể trì hoãn thêm. Sống và chết là nhân duyên, là tuổi thọ của từng con người. Cho nên khi còn sống, dầu dưới bất kỳ một tình huống nào, cứ lo còn nước còn tát hết mình. Nhưng mà đừng có quá bi lụy vào cái việc sanh ly tử biệt thôi. Để khi mà người thân chúng ta do tuổi già hết, do nghiệp hết, và do tuổi già và nghiệp cùng hết một lúc, chúng ta nhẹ lòng để biến cái nỗi khổ niềm đau thành cái nguồn động lực gieo tạo các phước báo cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Xin đi câu hỏi khác. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ